Ủa? Mở nhạc đâu rồi? Nhạc đang mở. Mở nhạc lại quay nó có. Mà lại cho mẹ ăn đi xong rồi xuống. Cho mẹ ăn sáng đi xong rồi xuống. Chạy lên cho mẹ ăn sáng xong xuống. Chưa nào.
quật nè. Cứ túng là cái
cái đầu như mẹ hồi xưa là cứ túm cái đầu cho mẹ dễ hơn, đẹp hơn, là cho nó chắc hơn. Rồi, thấy không? Em cũng vậy. Thấy lâu không? Mẹ túng hai cái đầu là xong rồi đó. Giờ mình gói này đẹp thì đẹp thật, nhưng mà nó không
không có kiểu đấy không, thấy không, thấy không, cái thấy cái người già người ta khác. Thứ nhất là em gói nó dễ tuột, thứ hai không có kéo chắc tay được. Không, không bao giờ chắc tay được. Đó, nhưng mà vậy nó mới nhanh. Cái hồi xưa mẹ trẻ cái tre, trẻ cái tre để cuốn, em biết tại sao không? Nó cứng, nó siết, nó mới cứng hơn cái dây này, dây mình phải cột. Còn cái trẻ còn tre để mẹ xoắn. Túm đầu đi cho nó nhanh. Mùa xuân 2021. Ok.